Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nữ diễn viên sinh năm 1993 cho hay cô và team đang quay phim chung. Vì thế, việc cả hai có mối quan hệ thân thiết, cùng đi ăn tối, xem phim là điều bình thường. Những ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh thân mật của cặp đôi Tim và Đàm Phương Linh. Ban đầu, cả hai bị lộ ảnh đi xem phim chung. Tiếp đó, hình ảnh cặp đôi đi ăn tối và có những cử chỉ tình tứ, quan tâm nhau cũng được đăng tải. Đông đảo khán giả tin rằng hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim đã có tình yêu mới bên Đàm Phương Linh. Sau thời gian im lặng, Đàm Phương Linh lần đầu chia sẻ với Dinh VN về mối quan hệ với Tim. Cô xác nhận mình đã đi xem phim, ăn tối cùng nam ca sĩ. Hot Girl sinh năm 1993 cho biết, tôi và anh Tim đang đóng chung phim Mưa Trong Báo. Chúng tôi đóng cặp với nhau nên ngoài đời cũng giữ mối quan hệ thân thiết. Anh ấy không quan tâm, không đi chơi cùng với tôi mới là không bình thường. Bức ảnh dân mạng chụp Đàm Phương Linh đi ăn tối với Tim được chia sẻ rộng rãi. Hỏi cảm nhận về Tim, Đàm Phương Linh khen đàn anh là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vui tính và nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp. Trong đoàn phim, anh Tim vui tính và ga lăng với mọi người, không riêng gì tôi. Lần đầu đóng chung, chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn gì, cô nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi, liệu có bị rung động trước những hành động ga lăng, vui vẻ và nhiệt tình của Tim, nữ diễn viên cười nói. Từ trước đến nay, tôi đã hợp tác với nhiều diễn viên nam và mọi người đều dễ thương. Nếu vì điều đó mà rung động thì tôi yêu nhiều người rồi. Và khi đóng chung phim, anh Tim không quan tâm tôi mới bất thường. Đàm Phương Linh cho biết thêm cô không quan tâm đến chuyện riêng của phía gia đình Tim. Dù vậy, cô cũng hiểu được cảm giác phiền muộn của Trương Quỳnh Anh khi đối diện với thông tin này. Đàm Phương Linh cho biết đang quay phim chung với Tim. Vừa qua, khi tin cặp đôi Đàm Phương Linh và Tim hẹn hò nổ ra, Trương Quỳnh Anh thể hiện thái độ bằng cách đưa con trai ra ngoài sống. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, nhận ra bao lần im lặng cho qua vẫn không phải là con đường dẫn đến sự bình yên. Chỉ là một lần duy nhất và nghiêm túc cho những thắc mắc của mọi người về câu chuyện dài 9 năm nay sẽ chính thức kết thúc. Cuối cùng vẫn chỉ mong có thể nắm chặt đôi bàn tay con đi hết những tháng ngày vui vẻ bình an. Trong khi đó, Tim vẫn giữ im lặng trước tin hẹn hò Hot Girl sinh năm 1993. Đàm Phương Linh được khán giả biết tới qua vai trò VJ và tham gia một số dự án phim như Những Cô Nàng Ngổ Ngáo, Ngôi Sao Khoai Tây, Kim Chi Cà Pháo, Tôi Yêu Việt Nam, Giờ Dạng Man Lời Kết Bạn Chết Chóc. Cô từng tham gia nhóm ạ Mỹ Gỗ cùng Phương Trinh Jolie, Mỹ Cổ Lan Trinh. Năm 2018, Đàm Phương Linh và Cạ Diệp chia tay sau một năm hẹn hò. Trả lời Dinh VN, cô xác nhận cả hai chấm dứt mối quan hệ vì có nhiều điểm khác biệt. Chúng tôi có nhiều tính cách không hòa hợp, không suy nghĩ giống nhau nên tạo ra nhiều sự mệt mỏi, căng thẳng cho nhau, cô nói. Về phía Tim, anh đã ly hôn Trương Quỳnh Anh vào năm 2018. Thời gian qua, cặp đôi vẫn sống chung nhà để tiện chăm sóc cho con trai Sushi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.